cao nào thầy dân thứ thầy thổ toàn bộ nhà giờ ướp bom cao ủng giờ bớt lộn cao chan ban là nay cao bạc giang gia chân tha phun khắp nam lên tuổi thì kia linh mà là linh cho đỏ linh cả chất cái mùa bông giác linh cả là chắc cái mùa bông to linh giông cả kia binh bằng linh giang lu cũng đã đúng con mù nho đã nhờ hình kinh cả khi đắm đẹp chim giờ thôi chị tăng lên nông là ô quậy neo chim khẹo thôi chị tăng lên nông là ô quậy giả đang lên nghe đụt khổ khả lên đù la lên chạp chal lên chạp chuồng lên cun lấy lượng lan đa lên đồng na giả u bắc buồn lên đồng na giả ông bắc bảo đồng na khao tạ khao tội nhoi con khao bắc bù cái khao hay bà ngà đất cũng muốn khẩm đường ông cun đại thang lên khẩm đàng yên chăng lăng quan lên đông na bụi lăn làm một đôi đôi cái khả lên khí đôi đôi cái khả lên khinh lên khí bụi lên khinh bụi nồng đông cơ khí có cái dạ dân chân cơ khí có chuẩn đích khoảng còn ủn đào mang mương ma phổ đậm đông na an rô bát cũng đây on chẳng đào trọng bụi cái trọng liên dạo linh đức đạo chẳng trôi chủ linh khả dâm lá khả chim ác chủ linh khả bạc lá khả chim khôn liền rung mong nén liền quen mong khuẩn liền đường mong tan liền khả chim chắn chim trong có khi bú ẩn côn vong một trọng bộ liền có đa đung đồ liền bại lô đung thầu liền mung cầu đất liền mung cầu chỉ trụ lý bung tri ba liền mạnh thốt mạnh liền có bông có vai mạnh thốt mạnh linh linh mạnh là linh in chìm cặn linh là đồn đồn linh đồn ngà dọn linh đồn ngà thì hề nhà mù thiền minh linh chẳng ta ngót có thầy rung này linh chàng đồn cuốn khảy khẩm khổ chẳng đức đạo chẳng lỗi ngôi lòng dụng cái khỉ giang chân khát lệ nghe chân khả bào bao chín có cả ma thằng có các bao nhà mù khi khá khế khẳng chàng đốn cuốn khẽ cấm khổ chàng đức đạo chàng trôi ngôi lắng dụng cái kỳ dạ dễ dạ dễ dạ cửa đó dạ định nhà đó ngày trước nha nhà nào phải có trâu có bò thịt mới được bò lên trời mà xấu ơi mà không có là nhà lang mà chưa cho chôn đâu, nó bắt để đến lúc nó có cơ, để đến mấy năm ấy, có nhà ấy, nó nghèo ấy không có, mấy tháng ấy, nó chạy được. Nhưng mà từ phương diện của cháu là một người trẻ thì cháu rất quan tâm đến cái chuyện máu mương bây giờ nó đang biến đổi như thế nào. Vậy thì bây giờ cái thế hệ mà cả chuyện là bà diễn sướng ấy là thế hệ khá là lớn. Thì bây giờ cái công tác mà truyền thừa lại cái máu mương này ấy, thì được bây giờ có tiến hành có tập thể hay không hay là vẫn tiến hành cá nhân? Tức là khi một bạn muốn truyền cái máu mương này lại thì vẫn là truyền cho con cháu trong nhà hay là đã truyền cho người ngoài? Nhà nước có các cái chính sách để mà nhờ các thầy đi phổ biến cái món này lại cho cộng đồng hay không? Và có cái chính sách cụ thể hay không? Đến bây giờ các cô nhân dịp này thì tôi cũng thưa nói thế này. Cái mò mường ấy thì là người ta gọi có nổ có nghĩa là mấy đời nhà mình có cái người này mò này xong chết đi truyền cho con này, con truyền hết đời này, truyền đời này, đời này. Trong cái khuôn viên này mới làm mò được. Còn mà ngoài ra như chúng ta bây giờ mà thuộc hết đấy nhưng mà không có cái gia truyền này không làm mò được. Đấy.
À, có nghĩa là cái mâm đấy là đây này là cái nổ đấy, rồi là mâm nổ đấy là có nghĩa là chư đấy, chư bấy đời đấy mới làm được. Nhưng bây giờ trong trường hợp nếu như con cháu trong nhà nó không tiếp tục truyền thừa, không nổi được cái truyền thống đó thì sẽ có những cái phương án nào? Nó là như thế này, trong cái nhà nội tộc mà bây giờ mấy đời không có làm mo được, bây giờ con cháu không làm được. Bên ngoài có một người là nó có nghĩa là nó có tâm về cái này, thì nó về với tôi cho học hết, trong được chuyển hết cho là sau này cái người này đi là mang ăn đi đấy. Mọi người trong nhà này thì thôi đi thờ phụ cái này thôi chứ không làm được đấy. Nó có hai phế như thế, các cô hiểu rõ là như thế. Còn chuyển đạt ra cộng đồng thầy giáo dạy học sinh như này không được. Không có rồi. Vâng. Thế thì đấy. Bây giờ cái người mà bác đánh giá thế nào về cái thế hệ trẻ, những người mà những cây máu trẻ bây giờ, cái mức độ tiếp nhận của họ đối với toàn bộ cái gì? Nó bà các cô đấy này, cái thầy mo trẻ bây giờ là thứ nhất là không có cái nổ này, bắt buộc mình phải học, mà sau này thì trưởng thành mà mang cái nổ đi mo đi lúc thiên hạ, đấy là cho nên bây giờ là nhiều cái thầy mo trẻ. Thì nó gián đoạn, thì nó gián đoạn đi, bây giờ trẻ là phải học là phải giữ lấy cái tổ nghề nhà mình. Vâng. Cái này nó thuộc nhân đức phúc lộc đấy, nên là không được bỏ được đấy. Nhưng mà truyền ra ngoài thì là như tôi nói cái cảnh như đấy thì mới được, còn con cho mình như thế này, nên bây giờ tôi cười cái cháu kia kìa đấy, con ông này phải cố gắng học. À đây là con của con ông này đấy. Vâng. Trai đấy. Thế thì trong trường hợp mà nếu như cái người trẻ bây giờ ấy, họ muốn hiểu hơn về mó mường và người ta muốn nghe mó bằng tiếng kinh thì bạn nghĩ như thế nào? Kinh thì không làm được, không mò kinh được. Gọi mó mường, mó mường thì bắt đầu tiếng mường, bắt đầu tiếng chua. Bây giờ chúng tôi bắt vừa rồi là tiếng mường các cô không hiểu được đâu. Vâng. Nghe như nước chảy chua vậy. Không biết được, không tái. Con vừa là cái này qua đoạn là cái nào cái gì? Thì bằng có khả năng là chuyển ngôn ngữ không được. Bởi vì thực tế ra nó vẫn sẽ có cái hiện tượng chuyển ngữ, nếu như mà cái công năng đó mong muốn cái văn bản đó nó phổ biến rộng hơn. Thì tất nhiên là cháu hiểu là mó thì nó có cái tính kia, cái việc mình rõ ràng giữ cái tính nguyên bản ấy thì nó là hàng đầu. Nhưng bản chất cuộc sống thì nó thay đổi, thế bây giờ mình có chấp nhận cái chuyện đó hay không, hoặc là có người nào mà có thể làm được cái việc mà chuyển ngữ một cách chính xác cái mó mường sang tiếng kinh, chọn một cái hình thức để mó thử cho cộng đồng bằng tiếng kinh ấy, thì chả chưa thấy. Cái này nó khó lắm cô ạ. Cái này thì do cái nhà nước mình có kiểu gì thì mà từ tiếng mường mà phiên dịch tiếng phổ thông ra thì mới được. Mà có đâu được thầy này mà thế này mà mò tiếng cuôi được, không được. Vâng. Không lên cho chứ. Không lên cho. Nó cái từ như này. Cái cơm canh thì ta hiểu nhau rồi nhá, cái đũa ông bát đi ăn mình phải hiểu nhau nhá, nó kèm với nhân con tru thì là chua đâu con trông. Có cái là phát âm tiếng mường được, nhưng mà tiếng phổ thông không nói được. Bây giờ bản thân bác thấy là chắc chắn nó phải bảo lưu cái tính nguyên bản là cái số 1. Nhưng bây giờ bản thân cái máu mường nó đang diễn ra trong cộng đồng ấy, thì cái tính nguyên bản so với cái thời của cha ông của bác ấy thì mức độ bác thấy như thế nào? 100%. À thế này nhá, tôi nói cho dễ hiểu. Bây giờ cái nguyên bản cái mo mường này trong Lạc Sơn chúng tôi là 40 mấy nhà nữa. Đấy, như thế là cũng ai cũng làm mo, thầy mo. Nhưng mà tại sao cái ông này làm thầy mo mà người ta không mười mấy? Mà cái ông này trẻ này mà ông người ta lại mười nhiều. Thì nó do cái bản chất chỗ này đây là mình giữ được cái nguyên bản của nó. Còn cái mà người ta không gọi không mười mấy là cái nó bỏ hết rồi, nó người ta lược đi. Không đủ cái bản chất nữa. Thì là thầy ấy ít đi. Còn thầy nào mà đi không nghỉ thì là cái thầy là giữ hết cái bản chất đấy, đúng bản chất. Mà bây giờ cái người trẻ như thế này người ta không thích nghe thầy mo. Mà chỉ cái tuổi từ 50 đổ lên cao tuổi ấy, thì là người ta thích lắm, người ta nghe, người ta khóc, người ta ý, nó thấm thía, nó dạy đời, nó chuyên răng, nó bảo bán các kiểu làm ăn, làm ở lễ hội, lễ chỗ, làm nhà, làm tất. Thì cái người già thì cái thấm thía lắm, người ta thích lắm.
Cơ mà trẻ trẻ này 20-30 tuổi cho nhanh thì mà nó ăn thì nó ngủ nó nghỉ thôi, nó không thích nghe đâu. Thế cha nó cháu rất là băn khoăn là bây giờ rửa cái nguyên bản đấy. Và bây giờ là sinh ra một cái thế hệ người ta đang có cái chuyển động cuộc sống quá nhanh ấy. Người ta không đủ thời gian, cảm thấy không đủ thời gian để nghe toàn bộ mơ. Vậy thì khi đó sẽ sinh ra những cái người cái mơ, người ta được cố tình lược bớt cả cái rõ mơ để cho phù hợp với cái nhu cầu và đối tượng mới. Đúng đó. Thế thì khi mà lược ấy thì người ta sẽ lược cái gì đầu tiên? Thế thì cái này ấy, thì là một áng mò thế này. Nghĩa là đúng văn bản, đúng bản chất của nó là 3 ngày không hít, 3 đêm không hít. Nhưng mà giờ người ta chỉ yêu cầu một tối thôi, một đêm thôi. Thì bây giờ các anh ông mò này phải làm thế nào cho nó được việc thì phải tóm tắt nội dung để mà cho nó đúng ý nghĩa ý nghĩa của nó. Cũng đủ hết đây nhưng mà không nói được dài, nói tóm tắt thôi. Thế khi tóm tắt ấy, thì thường ấy cả cái trường đoàn và cả cái rõ và các thầy muốn tập trung nhiều nhất là đoàn nào hoặc là giá chủ ấy, ví dụ như mời mình vào cả nghi lễ vong đời thì nó rất giống, nghi lễ đời sống thì đa dạng hơn, thì thường người ta mời mình ấy là mò chủ yếu là cái đoàn nào trong nghi lễ đời sống. Cái mò mà chắc nó nói mường ấy, người ta thích nhất là cái lúc nãy mà dân bảo con cái rồi lìa nhà đấy, lìa nhà như bát cơm tháng 8 chia nhau từng bát đấy, có nghĩa là người chết về đằng kia người sống bên này, đấy, không có thể người chết với người sống ở lẫn lộn nổi này, đằng nó ra đằng đấy cho nên nó lìa chỗ này đây, người già nó như thích nhất. Mà nó thích nhất cái chỗ đó nó... Bảo ban con cái ở lại là ăn bảo đấy, ăn trộm ăn cắp ví dụ như vậy là chạy dỗ làm đồ làm các thứ đấy. Còn vào mục này thì là về hàng tiếng ủng hộ dài lắm. Thế thì là bản thân là khi mà bạn mó cái thời điểm này vậy, khi cách đây 70 năm ấy, nó cùng về cha thì thấy là cha của bạn chẳng hạn là thường tập trung vào bạn này. Hay là cũng là nó rải rác khắp cái đất mường, mường nào cũng có thời mò. Không chẳng hiểu thôi, nhưng mà tập trung vào cái nội dung nào, ví dụ như là cũng là mò rằng con cái là nội dung được quan tâm nhất, hay là còn có cái đoạn khác mà bây giờ người ta không quan tâm đến cái đó nữa, người ta thích cái đoạn mò dài dỏ từ dài dỏ. Nói như thế này, tôi thêm bớt thế này, tức là từ giờ trở đi mà từ giờ trở lại ngày cách 70 năm ấy. Ngày trước người ta còn mo được lâu, 2 đêm 3 đêm ấy, người ta phải mo để đất cho ông chú này vừa mo này, đấy, kể chuyện đẻ đất đẻ nước, đấy, xong mới kể chuyện gọi là thăm chu, đấy, chúng đền gọi là đền chúng đài là kể chuyện thăm chu với lại chặt chu. Người trên gọi là kẻ tu đấy. Đấy. Đấy là cái đấy là người ta mo trước. Nhưng mà bây giờ ấy không có thời gian mo cái đấy nữa. Không mo được đẻ đất đẻ nước nữa, không mo được thăm chu nữa, chặt chu nữa. Bây giờ là chỉ mo lên hay mo nhìn. Mo là mo lên trời, xong là mo nhìn chuộc số phận là về rồi. Quay về lại đi nhìn, đi nhìn bên ngoại bên nội. Để lấy chỗ ăn chỗ ở thôi, có thế thôi. Là hai nữa là chỉ làm bữa, đấy để mò bữa, có thế thôi. Vâng, thì như vậy ở đấy là cháu thấy cơm một rồi, cái vấn ở đấy mò bữa đây. Như là cũng như vậy là cái phần tinh túy nhất của mò ấy là liên quan đến cái đại đất đại nước ấy, hiện nay đang có phần gì cắt bỏ. Vâng. Thì đó là một cụm. Nhà giang không cà phê không phải là phần tinh túy nhất ạ. Vâng. Vì ba cái phần lúc nãy mới là phần chú ý nhất. Có thể là phần đấy tôi, tôi xin hết giờ thay chú tôi nói này nhá. Trong một người quá cố, một người ta nhờ mo thì muốn làm cho nó từ đầu đến cuối hết cái bản sắc ấy, thì là thứ nhất là phải kỳ được cái sắc, cái áo. Tại sao có cái áo để nhá. Còn hai nữa là bây giờ tại sao mà đến già này, tại sao mà có con có cái này, thì mình nói được cái này. Vợ chồng với nhau ăn ở như nào, có thai con nhén đẻ con đứa con cái như nào nào, trong đi mới lại trăm tuổi chết thì bây giờ con cái là mo gọi mo về mo đấy. Thứ nhất là kể chuyện này, thống áo này, cái quần cái áo này nó về bên kia thì nó biết. Hai nữa là kể chuyện đẻ con đẻ cái,
thì chết cho nó để nó biết nó chết. Ba nữa là như thế là nhà nào có điều kiện là mo mo để đất được nước xong thì chuyện nó tiếp tục vào mo tiếp là mo lên trời này, lên trên kia nó bay ba kiểu, ở đó là cao thiên này, lên vua Ca Lăng vua trời này, lên vua Bụt này, trên đuông này, ba cái này về về đến dưới Mường Tra này, bây giờ đi đi thăm cụ Mộng là bên ngoại đấy, được cái này xong là về về nội, bây giờ là về nội là về với ông bà như kia để thăm anh bố con này, cái này xong là để ông bà chia cho mình đất để mình làm nhà đấy, có nghĩa là đất làm nhà đấy, như là xong làm nhà xong nó đấy về đến nhà này, nhà đấy là con cái như là có hiếu trinh thành. Thế là nó khuyên lộn hay dắt cháu đến để nó làm bữa cơm cho bố nó, mẹ nó nhà hàng thì thầy có trách nhiệm để công ơn chỗ này đây. Con trâu này phải mo trâu đi em thì mới xét nhịn thịt được con trâu ấy, mới dọn đến này thầy mới tiếp tục mo. Thì trong đó bây giờ nó có những cái nội dung nào mới xuất hiện không? Mà từ 70 năm trở về có không mở được, mà nó chỉ có viên trong cái này thôi, không đẻ ra được cái này. Nó không đối với cái này không có thừa đâu. Vâng, không có thừa đâu. Nếu mà ai nói thừa lên đấy thì người ta không nghe. À, nó không muốn bản sắc mà. Hôm nay cô là chỉ muốn hỏi ông là tại sao có những cái đoạn mà nó cốt lõi ở trong cái mò đấy mà không bỏ cái nào không? Nó không bỏ được. Thì có người ta qua một đêm thì mình vẫn đủ trước kia là nó chỉ thôi. Học tiếng truyền miệng thôi, nó không có giấy bút mà ghi đâu. Từ đây xuống một bản, nhưng mà nếu mà ngày trưa mà đi như thế cẩn thận đây rồi xuống một trắng này, xuống một vành này, mới xuống đồi khoát này, mới xuống một bản. Nhưng bây giờ từ đây tôi chốt sẵn một bản luôn đấy. Vâng. Nên là bỏ qua cái chỗ bản công tác mà đi thẳng chỗ bản luôn. Thế kiểu đi các cô đi từ phòng mình vào là phải qua bên lại. Bây giờ kể xương cả thì giữ lại. Nhưng mà theo con nghĩ là nó có ba cái, như các ông nói nãy, ba cái cốt nói ở trong cái mò, thì bất cứ một cái đám nào người ta phải có ba cái đấy. Tức là mò lên trời này, tức là mang cái linh hồn lên trên trời, thì đi trời trên mực trời. Thứ hai nó là mò đi nhìn phù nhìn mò, tức là đi về cái bên âm, là bên nội bên ngoại bên âm ấy, thì đi nhận đất rồi đi đi thăm cái người kia đấy giúp mình ấy. Đấy. Cái thứ ba nữa là cái gì nhỉ? Cái gì đấy nhỉ? Ba cái nội dung ấy, đa số là các nắm thì người ta hay mò ba cái đấy. Malia. Ba cái đấy là nó có ý nghĩa giáo dục rất là cao. Nhưng mà đấy thế này. Lúc đó là phải mò xin lá nhồng cho tầm ấy. Đấy, xin được mới xin được tầm cái xin giống tầm này, tại sao có nuôi được tầm, nuôi được tầm ấy, nó mới làm được áo, quần được áo. Đấy, trong cái đấy là mới mò được gọi là con non tét là ở Mường ấy. Mò lấy vợ lấy chồng. Mới sinh con đẻ cái xong phải mo làm nhà là ở nhà đấy, là xong bắt đầu là lớn lên, lúc đấy mới bị bệnh mới chết phải vào là mo, lúc đấy phải mo lên này, mo nhìn thì mo kệ đấy, phải mo gốc bây giờ cái đấy gọi như trồng mở bài đấy, không khác gì như lúc nãy là gọi là mo bữa đấy. Dạ. Đấy, cái mo bữa là mở bài đấy, không có nói cái này là chỉ làm người nào cho cái gì đấy để là chuẩn bị là làm ăn thôi, chưa có nên nói đi làm nào. Nó để nhá, cái 20-30 tuổi thì người ta không mo lên mo xuống gì đâu, người ta cúng bữa thế này thôi. À, đấy, có người ta còn người chết đấy. Đấy, người chết đấy. Chưa đủ tuổi mà đi lên được. Tức là cái người Mường nhá. Đấy. Người Mường nói ngày xưa nhá, là người nào là đủ có con cái tuổi thế, tức là nó phải 60 trở đi là được mo lên trời. Mà dưới 60 người ta chỉ mo nhìn thôi, mà dưới 40 người ta chỉ cho cúng bữa thôi, mo bữa thôi. Đấy, mà đánh chống cái bên là hai cái chiêng ngày trước ấy, là từ 40 trở lên. Còn dưới 40, 30 trở xuống chỉ bốn cái chiêng thôi. Như bây giờ là người ta chỉ đánh một cái thôi. Đấy, mà không có trống, chỉ một cái chiêng thôi.
Đấy, con này nó bớt đi đấy. Bớt. Không có. Không có. Thì cháu nghỉ lại. Kèn là phải từ 40 trở đi. Mà bản chất của phong thái nó diễn sướng nhưng nó phải thay đổi. Bây giờ mình quan tâm nó thay đổi cái gì? Để nó hiểu hơn cả vấn đề. Như ngày trước nha. Một đám ma ấy nó phải một trong cái này. Một trong con này. Gọi là cái phương kèn đấy. Rồi là ba cái chiêng này, hai cái chiêng to. Một cái chiêng vừa vừa. Đấy, những cái chiêng ấy gọi là cái chiêng chuốc. Đấy. Mà cái chiêng đấy là nghe thầy bo lắc chuông cái chiêng đấy đánh trước. Hai cái chiêng kia mới lên được đánh. Đó, là trong cái đó. Đó, nhưng liên quan vấn đề này thì có lẽ cô trò cũng xin phép được nghe ý kiến của bác Bùi Lợi, cũng không phải thầy mo mà là người tìm hiểu về mo cơ. Vâng. Vâng. Kính thưa các bác, các chị, cái thảo luận này là rất là hay. Các cô giáo trần đại học ủy, các thầy giáo trong trần đại học ủy ra này, bước đầu là muốn tìm hiểu về phong tục tập quán của người Mường, nhất là mo thì qua cái ý kiến thảo luận này thì cũng xin đóng góp thêm một số cái ý kiến này, quan ý kiến mà các bạn rất là cũng được. Tôi hiểu trên Mường Vi ở dưới Mường ta này cũng có những cái khác gì, cái nào cũng là Mường cả, cái nào cũng là chỗ nào cũng là đúng cả chứ không có chỗ nào sai, không có chỗ nào sai, chỗ nào cũng là đúng cả. Cái thứ nhất là cái các bạn các nêu cái ông mo mà đi làm thì phải có nổ tức là hồn của cái tổ chức mo đấy. Cái đấy phải thiệt án là mới tin. Còn tuy nhiên là có những ông là không có lỗ cũng đi bỏ thì là cái này là cũng thiên hạ dần dần người ta cũng chấp nhận, không phải không chấp nhận, nhưng mà cái ông có lỗ thì vẫn là uy tín hơn là như thế. Còn em nói thế thì có những gia đình như các bác cũng đã yêu ấy là có lỗ nói, nhưng mà do là sinh đoàn con gái là thì làm nghề này đàn ông thì lại phải chuyển cái lỗ sang cho cái người khác, cái này mượn cái nổ, không có nổ thì mọi. Còn cái nguyên bản và chuyển nút thì cái ý này cũng là cái ý rất hay, nhưng mà sở dĩ là không thể chuyển được thì chuyển sang tiếng Kinh không có mò cái gì ngoài cái ngôn ngữ là phải giọng nữa. Như các cô mò lúc này còn phải có cái giọng mò nâng lên. Nó tiếng Mường thì nó ngân được cái gì, ngân bằng tiếng Kinh không biết ngân cái gì. Mà nó lại còn phong tục nữa, ngoài mo ra là nó liên quan đến nhiều cái phong tục khác, không thể chuyển hết cái đó được sang cái Kinh rồi. Khi những cái phong tục cái đó người Mường không thể chuyển sang cho người Việt được. Thế còn cái mo ngày nay với cái mo ngày xưa ấy thì nó khác nhau, cũng có một số cái nó khác nhau là cơ bản cũng giữ được cái nét tinh hoa của nó thôi. Thế ngày xưa nó chỉ khác nhau cái thời gian, ví dụ ngày xưa như trên Mường Vi những mo những 13, 14, 15 này đi, khi mo cái đọc này thịt với mo ba bốn chục và mỗi bữa là thịt chục con chín mười con bỏ trong cái ngày này lấy đâu ra cái này giảm bớt đi những cái phần không phù hợp, nó tự sử dụng cái đó, thời gian nó sẽ tự sử dụng những cái đó đi thôi. Thế còn là như các chị nêu là cái nào là tinh túy ở trong mo Mường là thì có những cái cũng rất là tinh túy, ví dụ như cái liên quan đến sử thi chẳng hạn là tinh túy và túy, nhưng mà tóm lại là cái mà còn giữ được cái này nó là cái thủ tục bắt buộc đấy, là những thủ tục bắt buộc mà người ta không thể bỏ được thì là có thể hiểu là cũng là tinh túy. Cũng có nhiều cái tinh túy nữa như là liên quan đến sử thi đẻ đất đẻ rồi chống đồng đẻ xanh đẻ người thì lại không được cơ bản nữa, thì không có thể làm không phải là một thủ tục bắt buộc thì lại không đưa vào. Ví dụ thủ tục bắt buộc như là đêm đầu tiên như trên chúng tôi ở đấy là chắc là cũng khác, là phải lấy hồn tức là thức hồn người đêm này thức hồn ở sư mo này thì mới làm ăn được. Mình bây giờ cha đêm thứ hai là bảo áo quan, là bảo áo quan đấy, liên quan bảo áo quan là những thủ tục liên quan bảo áo quan thì đấy là thủ tục bắt buộc là phải làm, không biết linh quý hay không nhưng mà nó là thủ tục bắt buộc. Vâng, anh hiểu chưa? Và cái bên thứ ba bên cuối nữa là đưa rừng liên quan đấy, đưa cái quan tài về rừng cũng là thủ tục bắt buộc thì ho cũng lên đến thứ ba đấy. Và cái đêm nữa là cũng làm lại đấy,
là lại mặt, suy và lại mặt, lại gọi cái hồn từ vào nghỉ một đêm ở trong rừng, thế này gọi hồn về nhân cái bát hương ở trên bàn thờ, biết cái chỗ đi về, cái chỗ vị trí của mình khi mà gia đình đã được, thế là cũng là cái thủ tục bắt buộc. Những thủ tục bắt buộc ấy báo cáo với các anh thì không phải bỏ được, mà ông thầy mò này rồi ấp nhận ra người dân đã đi mò rất là nhiều, tôi cũng xin phép thêm một số ý kiến nữa. Ở đây chào chào có hỏi trình bày thêm một cái ý mà hồi nãy là mình chưa nói hết. Tức là cái ý khi mà mình chuyển sang tỉnh kính không phải là chuyển ngữ để thực hiện một nghi lễ thiết, mà một cái hình thức để mình đưa cho cái cộng đồng bên ngoài người Mường ấy, người ta hiểu à người Mường có cái tính tủy như thế này đây. Thì tại sao cháu nghĩ đến cái việc này là bởi vì khi mà lên Mường ấy, cái nguyên bản của máu Mường là cái điều nó vô cùng quý giá, chúng ta mong giữ gìn, chắc chắn là những người nghiên cứu cũng muốn như thế. Thế nhưng bây giờ nó sẽ xảy ra một hiện tượng biển lúc mà cái máu chỉ có cái thế hệ chỉ 50 tuổi trở lên, người ta đang quan tâm đến máu, người ta muốn gây sự chú ý cho cái thế hệ trẻ hơn. Ví dụ như là các cô giáo ở vùng xuôi lên mà. Cái này tôi báo cáo cô nhỉ. Cái 50 tuổi đổ lên thì mò lên trời được, còn cái 50 đổ lại thì không mò lên được. Thì nó thể hiện như thế này. Nếu đến nhà mà thấy mà có cái gọi là cái căng la đi, chả biết thôi gọi là cái chõ cái gì hay là cái gì đấy, ngay từ rất khó nghe rồi. Có cái đấy thì là người ta biết là mò lên trời mới có cái còn. Còn treo lồng lặng này là còn thì mò lên được. Nhá, cái đấy là từ 60 đổ lên mới có. Từ 50 đổ lại thì không có cái đấy. Đấy, hai nữa là bây giờ là cái người chết thì thầy mò có trách nhiệm không, lấy điểm nhau nói, về nói dài ông. Ngay rồi, nói này nói đúng như này. Bây giờ nhá, bây giờ mò ấy tức là cái chết là mò, xã hội bây giờ ai có lợn có gà có mò, có tiền có mò, đức thầy mò đến mò. Còn quy định như ngày trước ấy, còn có làm đâu ấy là nó khác. Các là 5-40 trở đi là mới được mò, mà 40 trở 38 trở xuống là chỉ có cúng bữa thôi là thôi, mà mò lên ấy phải 60 trở đi mới được mò lên. Đấy, 40-50 trong cái đoạn đấy là được mò nhìn thôi. Đấy, cái thứ nữa nhá là bây giờ ấy mò ấy nhà nào cũng bảo mo, mà mo một đêm cũng bảo mo lên đấy là những cái vùng này chưa bảo là vừa chạy là chết thôi, mà thầy cũng thế không, mà không mo lên cho người ta thì người ta bảo là không mo lên, mà mo lên có hết cái tiếng mo lên đấy, cứ cái đoạn nào là gọi là cái đoạn nào là chắc là mo mà. Mà con đoạn nào mà bỏ đi được là về bỏ đi tức nhảy qua đấy. Đấy như thế thôi. Nghĩa là ở đây xuống chân bây ra hải biển của mở ở đây là bay chân mà. Đấy đấy. Ở đấy có rất là nhiều cái yếu tố chi phối trong một cái buổi mò nó khác với ngày xưa. Nhưng mà ngày trước đã chủ nữa. Ngày trước nhá, nhà nào phải có trâu có bò thịt mới được mò lên trời, mà xấu ơi mà không có là nhà lang mà chưa cho chôn đâu, nó bắt để đến lúc nào có thôi. Để đến mấy năm ấy nó nhà ấy nó nghèo ấy không có, mấy tháng ấy nó chạy được mò để biếu nó một quá một cái đùi trước ấy, thầy mò một đùi là thầy nhà lang một đùi rồi. Còn bốn ông trưởng họ lên cái đùi sâu nó lấy đi rồi. Còn cái cháu con chỉ có một ít da thôi, mới ít cái tiết thôi. Nấu lá lùng với cái nấu chuối ăn được có gì đâu. Không phải như bây giờ đâu. Bây giờ mo chỉ cho thầy một bát đi, một quay cho thầy một đùi chơi này. Còn lại bao nhiêu là cháu con ăn đủ cả cái làng ăn, thì con to ấy. Tôi vừa mấy hôm trước đi mo trong biển này, nó cũng thịt hai con trâu đấy, hai đám ấy. Tôi và ông bố này cũng thịt lên cùng đi một đám. Thịt một con khoảng độ hơn tạ thịt. Cả làng ăn bao hai bữa không hết. Như vậy là bây giờ quyền lực của thầy thì bây giờ nha, nó là được ít nhà nước, được Bác Hồ. Nếu mà còn làng ngày trước thì phải biếu nó mất một chân là nó chiếu đi. Bây giờ có Bác Hồ này
cứ ai có là anh cứ thì ban là chỉ cho một thầy một một bát thôi, nó như thế thôi. Như thế đấy. À. Lợn cũng bây giờ cũng thế, nhà quy định đây bây giờ nhé, quy định anh thì mấy con một bữa mà vậy, nhưng mà một bữa thầy mà đội mũ mặc áo vào lắc chuông ấy cho thầy một 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 quan là một đủ trước đấy, đấy là ở đây như thế đấy, hiếu thôi gì đấy ở ngoài như thế. Nhưng mà ở đây là không làm nhiều bữa, ví dụ như để hai hôm nhá, đêm trước thì làm bữa gọi là quan tài, xong ở cả cái đêm đấy thì trưa mai không làm, rồi tối mai làm bữa buôn bữa thôi đấy, tức là nửa đêm làm bữa đó. Vâng. Bữa đấy là bữa bên ngoài đấy. Dạ. Sáng trưa ngày kia làm bữa là được. Dạ. Bốn bữa đấy, không làm nhiều đấy. Cách đăng ký kênh Người Em Gừng TV2. Trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Mường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ, sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.